Quang Linh Vlog ủng hộ Thùy Tiên đu đêm, thông báo cùng lôi con về Việt Nam gặp người thương. Dù nhiều lần khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết, thế nhưng Quang Linh Vlog khiến fan sần sần khi liên tục có động thái quan tâm Thùy Tiên hết mực. Mọi dự án của Thùy Tiên đều được anh cập nhật và kêu gọi mọi người ủng hộ. Mới đây, trên trang cá nhân, Quang Linh Vlog khiến fan thích thú khi tiếp tục một lần nữa công khai ủng hộ dự án của Thùy Tiên. Vẫn như lần trước, nam YouTuber đưa lôi con ra làm bình phong khi nhắc đến tên nàng hậu. Được biết, Thùy Tiên hiện đang thực hiện dự án đu đêm vô cùng ý nghĩa để khám phá cuộc sống người dân Sài Gòn về đêm. Trên trang cá nhân, Quang Linh chia sẻ sản phẩm tập 1 của Thùy Tiên và viết chờ được cô Tiên dẫn đi đu đêm. Ngay lập tức, động thái của anh chàng đã gây bão mạng xã hội. Bên cạnh sự vui mừng của hồ đẩy thuyền, thì nhiều fan cũng đặt nghi vấn Quang Linh đang chuẩn bị cùng lôi con về Việt Nam để gặp Thùy Tiên. Đây cũng không phải lần đầu anh chàng mang nhóc tỷ lôi con ra làm bình phong khi ủng hộ Thùy Tiên. Dù vẫn đang ở Angola xa xôi, thế nhưng chàng trai xứ Nghệ vẫn dành sự quan tâm và thể hiện sự nhớ nhung đến Thùy Tiên, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trước đó, anh chàng đã không ngần ngại chia sẻ cũng như kêu gọi mọi người ủng hộ cho MV mới của Thùy Tiên. Tuy nhiên, thay vì kêu gọi ủng hộ Thùy Tiên như bình thường, Quang Linh lại cho biết lôi con chính là người ủng hộ MV của cô. Anh chàng viết, lôi con xem xong lại nhớ cô Tiên rồi, chúc MV của cô Tiên lên top 1 trending nhá. Ngay lập tức, Quang Linh Vlog bị cư dân mạng bóc mẻ nhớ Thùy Tiên nhưng không dám nói ra, lại mượn lôi con làm cớ. Trước hành động của anh chàng, nàng hậu sau đó cũng có động thái hồi đáp đầy ẩn ý tương tự. Cụ thể trên fanpage, người đẹp chia sẻ lại hình ảnh mà Quang Linh đã đăng tải cùng với dòng trạng thái. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã luôn ủng hộ Tiên. Dù không nhắc đến Quang Linh, nhưng những gì cộng đồng mạng nhìn thấy, đó là hình ảnh chàng trai xứ Nghệ và lời cảm ơn là dành cho ai kia. Ở thời điểm hiện tại, sau khi Nguyễn Tiến, một thành viên team Châu Phi về đến Việt Nam, người hâm mộ hiện đang rất mong chờ vì Quang Linh cũng sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới. Trong buổi trò chuyện cùng Thùy Tiên, anh chàng cho biết sẽ sớm về để cùng Thùy Tiên thực hiện dự án Điểm Trường Yêu Thương. Tuy nhiên hiện tại, vì đang còn bận nhiều dự án ở Angola, Quang Linh có thể không thể về như dự kiến. Với dự án đu đêm này của Thùy Tiên thì người hâm mộ cặp đôi đã không khỏi tiếc hụi hụi. Lý do là bởi trong livestream gây quỹ từ thiện xây trường cho trẻ em vùng cao vừa qua, Thùy Tiên đã rủ Quang Linh về Việt Nam và nhắc đến dự án này của mình. Nàng hậu nói, anh Linh về Việt Nam đi, em dẫn anh đi đu đêm. Đáng tiếc, Quang Linh hiện vẫn chưa thể về Việt Nam nên người hâm mộ không thể chứng kiến cả hai cùng xuất hiện trong dự án này. Quang Linh Vlog và Thùy Tiên hiện đang cùng nhau xây quỹ từ thiện để thực hiện dự án xây trường cho trẻ em vùng cao tại Việt Nam. Công trình được dự kiến sẽ khởi công trong tháng 3 năm 2023. Thùy Tiên cũng tiết lộ sẽ cùng team Quang Linh Vlog đến thăm các điểm xây trường vào dịp Tết sắp tới. Dù nhiều lần ước mơ về việc sẽ về Việt Nam, thế nhưng trong livestream mới đây, Quang Linh bất ngờ cho biết không thể về được khiến Thùy Tiên có phần tiếc hụi hụi. Tuy nhiên, nhiều fan chỉ ra đây có thể chỉ là một lời đùa giỡn của Quang Linh và vẫn chưa rõ sắp tới anh có về Việt Nam hay không. Sau khi cùng nhau có những hành động từ thiện đầy ý nghĩa ở châu Phi và sắp tới là tại Việt Nam, Quang Linh và Thùy Tiên được cộng đồng mạng cả nước đẩy thuyền nhiệt tình vì sự đẹp đôi. Thời gian tới, người hâm mộ đang rất mong chờ Quang Linh sẽ về Việt Nam đúng như dự kiến để hội ngộ Thùy Tiên trong dự án từ thiện đầy ý nghĩa sắp tới. Quang Linh Vlog và Thùy Tiên thời gian qua là hai cái tên được cộng đồng mạng đẩy thuyền nhiều nhất. Kể từ ngày cùng nhau tham gia hoạt động thiện nguyện tại Angola, bên cạnh sự kết hợp ăn ý trong công việc, cặp đôi liên tục có những phản ứng hóa học khiến người hâm mộ liên tục đặt nghi vấn về việc cả hai đang có cảm tình với nhau.